Chào các em, thầy còn mấy cái nick để không nó phí. Thầy làm luôn để gửi lên cho các em. Để hay mà đụng được cái bài nào khó thì các em rút được thêm kinh nghiệm ha. Như vậy là tới đây là nick số 4 rồi, thì cái bài nào mà làm đụng rồi thì thầy lướt qua nhanh thôi nha. Cái bài này làm rồi nè, nhưng mà đáp án bao nhiêu thì không nhớ nổi. -49 nhân cho -23 cộng 14 là bằng 441, chia cho -49 là được -9, -9 cộng 23 và chia đôi bằng 7 kìa. Này thì bằng 77. Hy vọng là gặp câu khó nghe. Cái này làm rồi, ở nick số 1. -35. Cái này thì các em lấy 81 cộng cho -27 54. Tích sẽ bằng 204. Nói nhiều ở mấy nít trước rồi, không nói nữa. (2 - 1) là thành 7. À xin lỗi, là thành 15. 15 nhân cho 2 - 2. 2 - 2 - 3 - 2. -75. Hợp các số nguyên thỏa mãn này. Nếu mà số nguyên thì không có các em nhé, bởi vì -12 chia -3 là thành 4 ha. Vậy là bên này chẵn, 4 là chẵn, còn 2x - 3 là lẻ thì không bao giờ ra được. Vậy số phần tử phải trả lời là 0 mới đúng ha. Nhưng mà hình như mấy nít trước thầy trả lời 0 là máy báo sai hết, mà trả lời 2 thì máy lại đúng, tức là người ra đề họ lại cho đáp án là 2. Mà nếu là 2 thì phải bỏ chữ nguyên này đi thì mới đúng. Tập hợp các giá trị x thỏa mãn là thành -10 với lại 10. Cái này giải ở nick số 3 là số 3, số 2 gì đó, các em coi lại ha. Thì kết quả là gì? 2017x rồi cộng cho 2017 nhân 2018 chia đôi bằng 0. Cái cách giải kỹ thì ở nick trước thầy giải rồi nha. Còn ở đây thầy không nhớ đáp án cho nên thầy mới tóm tắt lại để thầy làm. Cộng 2017 nhân 2018 chia 2. X sẽ bằng -1009 nha. -1009. Dùng kỹ thuật tìm x trong V số 1 thôi là ra. Số cặp thì có 4 cặp. 4 cặp kìa. Thầy thi đi thi lại nhiều lần để tìm câu hỏi mới cho các em nhé. Số các số nguyên thỏa mãn cái này thì sẽ có 2 số. Số các ước nguyên dương của 18 thì các em phân tích 18 ra số tố nè, là bằng 2 × 3 / 2. Như vậy là số các ước của nó là 2 × 3 là 6 ước các em nha. Em coi lại khóa học V số 1, cách tìm số ước số của một số tự nhiên. Cái này thầy giải ở nick số 2 rồi. Em quay lại nick số 2 coi. A sẽ lớn hơn nhiều so với B ha. Thì
giải rất kỹ ở nick số 2 được em nhé. Tập hợp các số nguyên dương ích thỏa cái này. Cái này chỉ có số 1 mà thôi. Đã giải rất kỹ ở nick trước, tự coi lại. Con chuột. Như vậy là giá tuyệt đối của x cộng 2015 sẽ phải bằng 1. Như vậy lúc đó x cộng 2015 sẽ bằng 1 hoặc là trừ 1. Cái này ở nick trước thầy cũng giải rồi. Giờ thầy đang nhớ lại đáp án thôi. Vậy đáp án nó sẽ là trừ 2016 hoặc là trừ 2014. Chính xác. Con rồng. Cái này sẽ là âm 20. Con ngựa. Cái này bấm máy thôi kìa. 3 mũ 3 là 27 nè. Trừ 28 nè. Cộng 90. 89. Gà. Cái này đã giải rất kỹ ở nick số 3. Em coi lại nick số 3 ha. Kết quả là lớn hơn. Tại sao lớn hơn thì quay lại nick đó coi ha. Cái này cũng giải ở nick số 3 rồi. Trời ơi, sao đụng câu giải rồi không à. X sẽ bằng trừ 2. Còn Y sẽ bằng trừ 5. Rồi cái này mình giải luôn. 3X cộng 27 sẽ bằng 0. Còn trừ 3 mũ 5 cộng 6 mũ 7 thì không thể bằng 0 rồi. Vậy là 3X cộng 27 sẽ phải bằng 0. Thì nhân với cái bên này mới bằng 0 được. Vậy X sẽ bằng trừ 9 nha. Trừ 9 nhân 3 là trừ 27 ha. Xong. Ta qua bài tiếp theo. Ta qua bài thi tiếp theo. Đập dế. Số nguyên tố P sao cho B cộng 3 và B cộng 9 đều là số nguyên tố. Thì đó chính là số 2. Nhẩm cũng thấy mà. Số chia hết cho cả 5 và 9 là số này luôn. Cái này gặp nhiều ở mấy nick trước rồi. OX và OY sẽ thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau, có bờ là OZ. Trừ trừ 9 là thành 9. Trừ trừ 7 là thành 7, 9 cộng 7 là 16. Giờ đáp án là 4 và trừ 4 nha. Nick trước giải rồi ha. Chữ số tận cùng của cái này ở nick số 1 thầy giải rồi Kim nhé. Chữ số tận cùng của cái kết quả này bằng 9. Tại sao bằng 9 thì Kim quay lại nick số 1 coi. Này trùng với nick số 1 nhiều quá. O thuộc x y. Rồi. Vậy ZOT vẽ hình ra các em sẽ thấy bằng 90 độ. Hai mũ 2N. Cái này thầy giải kỹ một xíu. Hai mũ 2N. Còn bên kia là trừ 4 mũ 10. 10 là mũ chẵn, như vậy là coi như là 4 mũ 10 luôn đi. Mà 4 mũ 10 á thì có nghĩa là 2 x 2 tất cả trong ngoặc mũ 10. 2 số 2 nhân nhau mà 10 lần như vậy, như vậy là sẽ có 20 số 2, tức là 2 mũ 20. Vậy ta suy ra là 2N. Hai lũy thừa này bằng nhau nè. Mà giống nhau cơ số là 2 rồi, như vậy hai số mũ phải bằng nhau. 2N phải bằng 20. Lúc đó N phải bằng 10. Chả có câu nào khó. Số phần tử lấy cuối chừ đầu chia khoảng cách cộng 1. 2016 trừ 2 chia khoảng cách là chia 2 cộng 1. 1008 đây.
Rồi, để N là số chính phương. Thì các em dùng chức năng cuối cùng ở trong bài giảng số 4, khóa học V61. Các em giải ha, chức năng khảo hàm đó, giải hàng loạt đó. 2 mũ 8. Còn cách nhận biết một số là số chính phương thì trong V62 thầy cũng hướng dẫn cái nút căn này các em nhé. Nút căn lên lớp 7 các em mới học, nhưng mà nếu cần ta cũng có thể tham khảo trước. 2 mũ 8 cộng 2 mũ 11 cộng 2 mũ n. Rồi giờ các em cho n nó chạy từ 0 cho tới 19 đi. Bước nhảy là 1. Các em coi lại khóa học V61 nha. Rồi. Số chính phương n bằng 0 là không được rồi. 1 2 3 4 cũng không được rồi. 10 12 được kìa. N bằng 12 là được. Tại sao n bằng 12 là được? Thì thử lại cho Kim coi nè. Cái máy tính của thầy hư rồi. Thầy vô thầy lấy cái máy tính ra. Máy tính đâu rồi? Bị virus rồi kìa. N sẽ bằng 12 kìa. Khi N bằng 12 thì 2 mũ 8 cộng cho 2 mũ 11 cộng cho 2 mũ 12 nó sẽ ra một số chính phương kìa. Đây thầy chứng minh cho em coi điều này. 2 mũ 8 thì để nguyên nhân với 1. Còn 2 mũ 11 thì thầy tách ra thành 2 mũ 8 nhân với lại 2 mũ 3. Còn 2 mũ 12 thì tách ra thành 2 mũ 8 nhân với lại 2 mũ 4. Dùng tính chất phân phối thầy lấy 2 mũ 8 ra dùng chung ở trong cộng 1 cộng 2 mũ 3 và cộng cho 2 mũ 4. 2 mũ 8 thì để nguyên. Còn 1 cộng 2 mũ 3 tức là 1 cộng 8 cộng 16. Rồi các em sẽ thấy gì? 2 mũ 8 nhân cho 1 cộng 8 cộng 16 sẽ bằng 25. Đó. 2 mũ 8 á, thì nó sẽ bằng là 2 mũ 4 nhân cho 2 mũ 4 nữa. Còn 25 thì tách ra 5 nhân 5. Như vậy cái này nó sẽ chính là bằng 16. 2 mũ 4 là 16 đó các em. Nhân 5 tất cả mũ mũ 2 tức là bằng 80 mũ 2 và thành số chính phương nữa nha. Hả? Giờ là bằng 12 ha. Số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn cái này. Thầy giải bằng toán học luôn. N mũ 2 cộng n chia hết cho n trừ 1. Đó là đề cho ha. Từ đây mình suy ra nè. N mũ 2 trừ cho n trừ cho n thì thầy phải cộng lại 2 2 lần n thì nó mới bằng như cũ. N mũ 2 là què như cũ rồi. Còn đề gốc là có 1 lần n. Thì ở đây thầy tự nhiên trừ đi 1 lần n thì thầy phải cộng lại 2 lần n để nó bằng cái đề gốc như cũ. N trừ 1 này thầy giữ nguyên. Vậy người ta cho chia hết trên này, tức là cho dưới này chia hết nè. Tiếp tục. N mũ 2 trừ n là thầy để đó. 2n thầy để đó. Giờ thầy trừ 2 rồi thầy cộng 2 lại để cho nó về như cũ. Còn tại sao thì xuống bước dưới thầy giải thích. N mũ 2 là thầy ghi n nhân n. Còn trừ n là thầy ghi n nhân 1. Rồi cộng cho 2 nhân n
trừ 2 nhân 1, cộng 2 thì để như cũ. Cái này thực ra vẫn bằng cái đề phía trên nè các em, mà nó ghi kiểu khác thôi. N trừ 1, tiếp tục. Từ đây suy ra, hai cái này thầy dùng tính chất phân phối, thì thầy sẽ rút N ra dùng chung ở trong quần N trừ 1. Tương tự, 2N trừ 2 nhân 1 thì thầy cũng lấy 2 ra dùng chung. Vậy còn N trừ 1 bên trong, rồi cộng cho 2. Và cái này cũng chia hết cho N chữ trừ 1. Cái tổng này gồm có 3 số hạng. Số hạng thứ nhất á là cái này, chia hết cho N trừ 1. N nhân N trừ 1 phải chia hết cho N trừ 1. Cái này cũng chia hết cho N trừ 1. Thì N trừ 1 nhân 2 phải chia hết cho N trừ 1 sao? Vậy cái tổng này là chia hết cho N trừ 1 theo đề cho. Mà hai số hạng này chia hết rồi, thì số hạng còn lại là số 2 cũng phải chia hết cho N trừ 1 nhé. Vậy 2 chia hết cho N trừ 1 có nghĩa là gì? Có nghĩa là N trừ 1 là ước, là ước của 2. Mà ước của 2 thì có trừ 2, trừ 1, 1 và 2. Ở đây ta đang cần tìm số N nhỏ nhất đúng không? Thì N trừ 1 cũng phải nhỏ nhất. Vậy các em lấy N trừ 1 bằng âm 2 đi, thì là nhỏ nhất đó. Vậy lúc đó N sẽ bằng trừ 1. Nhưng mà N trừ 1 thì lại không phải số tự nhiên. Người ta lại bắt tìm số tự nhiên nè. Vậy các em chọn N trừ 1 bằng trừ 1 đi. Vậy lúc đó N sẽ bằng 0. Vậy N là bằng 0 là số tự nhiên rồi. Nhưng mà ta lại đòi là số tự nhiên khác không cơ. Vậy N trừ 1 không thể bằng trừ 1 thì mình nâng lên bằng 1. Vậy tới đây thì N sẽ bằng 2. Vậy đáp án của chúng ta là số 2. Đây, số 2. Còn nếu các em dùng cái chức năng cuối cùng trong bài giảng số 4 của khoa học V61 thì các em làm ra N bằng 2 từ lâu lắm rồi. Chức năng table lắm ha. Chức năng khảo hàm hàng loạt lắm. Các em coi lại kiến thức trong V61 đi ha. Còn đây thầy làm dưới dạng kiểm tra một tiết. Rồi, như vậy là thầy đã giải xong cái nít số 4 rồi. Các em nhớ đăng ký khóa học V63 của thầy và học trong Tết, để sau Tết các em thi vùng huyện và vùng tỉnh ha. Đây, các em vô trang web đăng ký khóa V63 nha. Rồi, hẹn gặp lại ở nít khác.